Knockout The King, giải đua xe địa hình tại Việt Nam, diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 3 năm 2018 tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam Sơn Tây. Giải đua do VinFast, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt và Nước tăng lực Sting tài trợ.